Vâng, sau đây Hoàng Tuấn gửi tới quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Vũ, bài hát được mang tên Hiêu Hắt Đời Nhau. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo anh nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Có những lúc anh giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây vàng ngô như con nai vàng ngơ ngác, còn anh thì ngu và ngơ, cũng có lúc khi này khi khác. Đời là đôi bàn tay, chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngơ, nên ta đã dạy khờ làm yêu hắt đời. Ngày xưa trả lại tôi phố cũ ngày xưa, trả lại tôi các ấm chiều mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa. Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết đi thì bây giờ ta sẽ bật nhau chưa. Ngày xưa trả lại tôi phố cũ ngày xưa, trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa. Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết đi thì bây giờ ta sẽ mất nhau chưa. Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết đi thì bây giờ ta sẽ mất nhau.